Mọi người ơi, xin chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của Đạo Chiến Thắng Gaming. Thì trong bản cập nhật sắp tới đây thì nhà phát hành đã thêm được những mini game mới các bạn ạ. Thì những mini game mới đây là gì thì các bạn hãy xem clip sau đây cho chúng ta cùng phân tích xem những mini game mới là gì nhé các bạn nhé. Thì đấy, thì qua video các bạn nhìn thấy đó là những cái đuổi đuổi tìm và có bóng đèn. Thì cái thứ hai là cái chạy trong mê cung này. Cái thứ ba là nhảy này, nhảy như kiểu nhảy Object luôn các bạn ạ. Đấy, khá là nhiều. Ôi dồi ôi, cái này là hình như là một cái gì đấy, ui, tàu lửa này. Ôi rất là nhiều mini game mới luôn. Thì bây giờ là mình sẽ phân tích đầu tiên, phân tích lại nha. Thì đầu tiên sẽ là trò này. Trò này theo như mình thấy nó là có xuất hiện bóng đèn nha các bạn nhé. Đây, mình sẽ tua đến cái đoạn đấy cho các bạn xem nha. Đây này, đấy. Như các bạn nhìn thấy là nó đã tua đến bóng đèn rồi các bạn ạ. Ông sao mình không dừng lại được ta? À, đây đây đây. Rồi bây giờ mình sẽ tua các bạn xem. Đây 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 đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây mình sẽ để dừng lại đúng cái chỗ đấy nha các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn đây, thì trò chơi đầu tiên này thì xem mình suy nghĩ đó là chạy làm sao để né cái bóng đèn. Tức là cái bóng đèn này mà chiếu vào đến ai thì người đấy sẽ bị loại. Giống như kiểu trò chơi kiểu nó cũng tương tự như cái trò mà rung đất ấy, mà bạn nào đứng trên mảnh đất đấy mà bị rung là chết. Nhưng trò này nó lại mạnh hơn, đó là cái tia đèn này nó giống như một cái tia độc ấy, ấy. Nó chiếu đến bạn nào là bạn ấy đi luôn. Đấy, trong tức là các bạn sẽ phải chạy trong bóng tối, khi các bạn ra ánh sáng là các bạn sẽ bị chết. Đấy, tức là ánh sáng chiếu đến ai là người đấy chết, giống như kiểu các bạn đi vào ban đêm ấy, khi các bạn bị lộ trong ngoài ánh sáng là các bạn sẽ bị quái vật ăn thịt mất và bạn chết. Đấy, nó kiểu mô típ câu chuyện nó là như vậy. Đấy là trò chơi đầu tiên nha. À, chúng ta đến trò chơi thứ hai. Trò chơi thứ hai là chúng ta chạy ở mê cung, thì chúng ta sẽ phải thoát ra khỏi mê cung này làm sao để chúng ta tìm được cái lối ra chuẩn. Cái này nó phải tư duy các bạn, nó giống như kiểu các bạn chơi một trò chơi mê cung ấy, các bạn đi làm sao đúng đường để các bạn có thể ra đúng lối ra, có thể các bạn đi một đoạn, có thể bạn đi trước nhưng vẫn có thể bị tắc. Nó giống tương tự giống như cái màn gì mà chúng ta hên xui ấy, nó cũng kiểu cái màn gì hên xui mà lúc đấy chạy đến nó có ba cửa ra đấy, cửa A, cửa B, cửa C đấy. Đấy mà chúng ta chạy phải đúng cửa, cái này nó cũng tương tự như thế nhưng mà nó độ khó của nó mở rộng hơn nha. Cái mê cung này mình nghĩ là sẽ mở rộng hơn. Đấy là tương tự, đấy là phần về trò chơi mê cung. Đấy, theo như các bạn nhìn như thế là các bạn có thể thấy rồi. Nhiều khi các bạn đi trước chưa chắc là thắng đâu. Như vậy nó mới có tỷ lệ công bằng và IQ một tí chứ đúng không các bạn? Rồi, đây là trò hai là trò mê cung. Còn trò thứ ba là trò giống như kiểu vượt chướng ngại vật của Object các bạn. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn thấy không? Nhảy này, mình không biết cái này có phải là Object mới không? Mình không biết cái này có phải là một trò Object mới không hay là nó chỉ là một mini game tương tự như Object ở trong cái phần mini game trò chơi thì có chơi thôi. Đấy, rất là nhiều trò chơi. Mình nghĩ là những cái trò chơi này nó sẽ mở ra giống khu vực riêng giống như kiểu Object các bạn. Mình nghĩ là cái mini game này nó giống như kiểu một cái khu vực trò chơi riêng giống như kiểu leo tháp này hoặc là Object ấy các bạn. Đấy, mình giống như tiệc của chơi nó phải là một cái trò chơi riêng. Bạn thấy không? Bởi vì không thể ghép chung được, bởi vì mình thấy trò chơi nó khác biệt hẳn luôn. Mình nghĩ đây là một trò chơi mới rồi. Mình nghĩ đây là trò chơi mới. Đây là trò thứ ba nhá. Trò thứ hai là mê cung rồi này. Trò này trò thứ ba là giống như kiểu một chiếc này vật này. Đấy. Đây là trò thứ tư. À, mình nghĩ đây giống một cái Object mới hơn các bạn. Đây này. Đây, đây là trò thứ tư này. Trò thứ tư này thì cũng như là kiểu giống như vượt chướng ngại vật thôi các bạn. Đây các bạn có thể tua lại đoạn đấy nhé. Đây. Trò này nó cũng giống như kiểu vượt chướng ngại vật thôi các bạn ơi. Trò này cũng là trò né bóng đèn các bạn ơi. Cũng là né bóng đèn, cũng là trốn bóng đèn này. À, các bạn thấy chưa? Đấy, cái bóng đèn này nó là màu vàng. Thế là các bạn cũng phải trốn làm sao thoát cái bóng đèn màu vàng. Nhưng mà cái này nó có độ gồ ghề, các bạn chạy nó dễ bị vấp và các bạn dễ bị chiếu hơn. Bạn nào mà không parkour giỏi có thể bị vấp vào ánh đèn là các bạn có thể chết. Đó. Rồi đến cái bàn tiếp theo này. Rồi đấy, chết luôn này đấy, trở về nơi ấy luôn. Trò này là trò gì đây? Rồi. À, trò này nó kiểu như các bạn kiểu giống như chạy qua làm sao mà giống như kiểu một tương tự như cái trò đua xe á. Các bạn chạy nhưng các bạn phải né né vượt chướng ngại vật. Đấy, nó kiểu như vậy. Nó cũng tương tự kiểu vừa chạy vừa né chướng ngại vật giống như những cái trò mà các bạn như những cái trò gì mà chạy trên đường ray mà các bạn ăn vàng các bạn phải né chướng ngại vật lúc nó phi đến các bạn. Cái này nó cũng tương tự như vậy các bạn. Đây các bạn có thể nhìn lại này, đấy. Các bạn chạy làm sao né những cái xe này đấy, các bạn phải chạy làm sao khéo léo. Đây rồi nhá, đấy. Rồi, đấy là một cái phần nhất. Đây mình sẽ để phân tích cái trò tiếp theo nào. Xem có trò gì không? À, đến trò này là hết rồi các bạn ạ. Đấy, thế tổng cộng là bao nhiêu trò ra? 5 trò. Thế là thêm 5 trò mini mi mới. À, khá là hay nha. Không biết là có gì mới không. Rồi vậy là chúng ta cùng chờ đợi trong bản cập nhật tới này xem cái mini game mới này có những cái gì nha các bạn nhé.